À, xin kính chào quý khán giả. Đây là phần tin tức của chương trình SPTN Canada do Thời báo thực hiện. Và sau đây là những bản tin đáng chú ý. Kinh tế Canada tăng trưởng 3,1% trong quý 2 năm 2014. Canada chống lại kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của NATO. Canada và Nga tranh cãi về bản đồ Ukraine. Chiến đấu cơ Canada sẽ tuần tiểu sát không phận Nga Xe bus lật ở British Columbia, 56 người bị thương. Tai nạn phi cơ, một hành khách tử vong. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Kinh tế Canada tăng trưởng 3,1% trong quý 2 năm 2014. Tương trình của Thống kê Canada, Statistics Canada, công bố hôm 29 tháng 8 cho thấy nền kinh tế Canada tăng vọt trong tạm cá nguyệt thứ hai năm nay với tỷ lệ 3,1%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ cuối năm 2011. Tổng sản lượng quốc nội GDP tăng thêm 0,8% trong tam cá nguyệt vừa qua, so với 0,2% trong 3 tháng đầu năm, cao hơn dự đoán trước đây của các nhà kinh tế gia là 2,7%. Riêng trong tháng 6, kinh tế Canada tăng trưởng với tỷ lệ 0,3%. Tổng trưởng Tài chính Joe Oliver cho rằng, với các dự kiện nói trên, chính sách kinh tế của chính phủ đã đạt được hiệu quả mong đợi, mang lại việc làm và thịnh vượng lâu dài cho người dân Canada. Statistics Canada cho biết các hoạt động kinh tế gia tăng trong tất cả mọi lĩnh vực, ngoại trừ các tổ chức vô vụ lợi phục vụ gia đình. Cũng trong khoảng thời gian này, xuất cản tăng 4,2% sau khi giảm 0,2% trong tháng 3 đầu năm nay. Chuyên viên kinh tế ngân hàng TD Randall Bartlett dự đoán lãi suất ngân hàng sẽ tăng vào giữa năm 2015. Trong khi đó, GDP của Hoa Kỳ kể từ tháng 4 đến tháng 6 tăng 4,2%. Hôm 29 tháng 8, đồng gia kim tăng 13 cents so với Mỹ Kim. Canada chống lại kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của nato các nhà lãnh đạo khối minh ước bắc đại tây dương nato sẽ đưa ra yêu cầu các nước thành viên đồng ý tăng ngân sách quốc phòng tại một hội nghị được tổ chức vào đầu tuần này tuy nhiên canada xác định sẽ không chấp thuận yêu cầu này theo đề nghị của NATO, các nước thành viên sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% trên tổng sản lượng quốc nội GDP trong 10 năm tới. Năm 2013, chỉ có Mỹ, Anh, Hy Lạp và Estonia chấp thuận ngân sách chi tiêu bằng hoặc hơn con số này. Theo ông Anders Fogh Rasmussen, tổng thư ký NATO, khối minh ước Bắc Đại Tây Dương cần tăng ngân sách để đối phó với Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, một viên chức cao cấp chính phủ, liên bang cho biết Canada sẽ không đồng ý với đề nghị mới này vì làm như thế sẽ chỉ khiến tình hình xấu hơn nếu phải đối đầu với Nga. Canada cho rằng không có lý do để buộc tất cả các thành viên NATO phải cam kết sẽ chi tiêu nhiều hơn cho quân sự dẫu tình hình Ukraine hiện đang căng thẳng và rằng người dân Canada sẽ không ủng hộ việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng. Canada đã cung cấp các loại vũ khí phi sát thương cho quân đội Ukraine và hứa sẽ vay tổng cộng 202 triệu đô la. Canada không phải là nước duy nhất trong khối NATO chống lại kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP. Đức cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các vấn đề sẽ kéo theo nếu chính sách này được thực hiện. Canada và Nga tranh cãi về bản đồ Ukraine. Tin nhắn trên mạng xã hội Twitter của Phái đoàn Canada tại NATO về tấm bản đồ Nga và phần không thuộc Nga đã trở thành tin sôi động trên Internet. Tấm bản đồ không công nhận Crimea và phần đông của Ukraine là lãnh thổ Nga được phía Canada nói dành cho các quân nhân Nga thường xuyên bị lạc và vô ý xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Sau khi phái đoàn Canada đưa tin nhắn lên Twitter, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói quân Nga đã thực sự được điều động vào đông Ukraine. Tấm bản đồ do Canada vẽ có ghi rõ phần nào là nước Nga màu đỏ, phần nào không phải là Nga màu xanh và được tweet lại hơn 16.000 lần trên mạng Twitter. Canada và các nước Tây phương không công nhận Crimea thuộc về Nga sau khi bán đảo này bị Moscow sáp nhập hồi tháng 3 năm 2014. Trong vòng 24 giờ sau khi Canada công bố bản đồ, phái đoàn Nga ở NATO cũng đáp trả trên tài khoản Twitter của họ. Giúp đỡ các bạn Canada hiểu địa lý hiện đại của châu Âu là tin nhắn của Nga kèm với bản đồ quanh Biển Đen. Theo đó, bán đảo Crimea được ghi là của Nga. Abkhazia và Nam Ossetia có màu sẫm. Abkhazia và Nam Ossetia đã tuyên bố tách khỏi Georgia nhưng chưa được quốc tế công nhận. Nga và Georgia đã đánh nhau vào năm 2008. Chiến đấu cờ Canada sẽ tuần tiểu sát không phận Nga không lực Canada sẽ tuần tiểu tại các khu vực sát không phận Nga vào tuần tới cùng các phi cơ chiến đấu đến từ Bồ Đào Nha, Đức và Bỉ hiện cũng đang có mặt tại các căn cứ quân sự khác ở vùng Baltic. Bốn phi cơ trong tổng số 6 phi cơ CF-18 đã được chính phủ Canada gửi đến căn cứ không quân Salulai ở Litvia hồi đầu năm 2014, sẽ thực hiện các chuyến bay bảo vệ không phận Estonia, Latvia và Litvia do những quốc gia này không có khả năng tự thực hiện các phi vụ này. Việc khai triển các hoạt động quân sự này diễn ra trong khi cuộc xung đột tại Ukraine đang căng thẳng. NATO gần đây đã phát giác có khoảng 1.000 binh sĩ Nga hiện diện trên lãnh thổ Ukraine và 20.000 quân tập trung ở biên giới. Ngoại trưởng John Baird cho biết Canada đã kêu gọi Tổng thống Putin chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Ukraine và ngưng các hoạt động khiến cho tình hình căng thẳng hiện nay leo thang. Ông Baird nói chính phủ Canada sẽ xem xét để gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga nhưng không đề cập đến chi tiết. Ngoại trưởng Canada nhận định những diễn biến trong vài tuần qua cho thấy Nga đang đẩy nhanh kế hoạch xâm lược Ukraine. Trước đây, Thủ tướng Stephen Harper từng cho rằng việc xác nhập Crimea là một bước đi trong cuộc xâm lược chậm Ukraine của Nga. Xe bus lật ở BC, 56 người bị thương Một chiếc xe bus chở du khách người Á Châu đã bị lật trên con đường vùng núi ở tỉnh bang British Columbia, khiến toàn bộ 56 hành khách trên xe bị thương tai nạn xảy ra hôm 28 tháng 8 trên đường Coquihalla, cách thị trấn Merritt thuộc tỉnh bang British Columbia khoảng 30 cây số về phía nam. Ngay sau đó, 6 trực thăng, tải thương và 19 xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường. Cảnh sát liên bang RCMP cho biết, trong số những người bị thương có 6 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, 15 người khác bị chấn thương nặng. Chiếc xe buýt khởi hành từ Okanagan trên đường đi tới Vancouver đã đâm vào giải phân cách và bị lật. Các tuyến đường gần hiện trường xảy ra tai nạn đã bị phong tỏa để dọn bãi đáp cho trực thăng hạ cánh. Tai nạn phi cơ, một hành khách tử vong. Một nữ hành khách trên chiếc Cessna 172 đã thiệt mạng khi phi cơ bị rơi ở Carford Bay, phía đông thành phố Nelson thuộc tỉnh bang British Columbia. Phi công đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cessna 172 đã rời khỏi phi trường Bay Airport Crawford, tòa lạc ở thành phố Kootenay hôm 31 tháng 8, đã rơi xuống sân cù Kokanee Spring Golf Course. Những người chơi golf tại hiện trường xảy ra tai nạn đã chạy đến tiếp cứu các nạn nhân trong khi chiếc phi cơ lâm nạn đang bốc cháy. Danh tính nạn nhân không được công bố, cảnh sát cho biết chiếc phi cơ nói trên được đăng bộ ở thành phố Edmonton. <laughs> Chương trình của SPTN Canada hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình này ở trang mạng www.sptncanada.com. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thiên Hà xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.